Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh. Đó là thân tướng trang nghiêm hào diệu, thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành bậc đại Bồ Tát tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn bậc đại Bồ Tát tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ bậc đại Bồ Tát tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên. Có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn 5 loại mắt, 6 phép thần thông tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ 5 loại mắt, 6 phép thần thông tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hào diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hào diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có khả năng tu hành an trụ viên mãn đầy đủ các loại công đức, chứng đắc sắc tuyệt đỉnh, chứng đắc thọ tưởng hành thức tuyệt đỉnh, chứng quả vị giác ngộ tuyệt đỉnh, chuyển pháp vân tuyệt đỉnh, độ thoát vô lượng các loại hữu tình, khiến được lợi ích an lạc thù thắng, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, cũng do tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa mà các loại công đức đều được viên mãn, đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột, đang chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh, khiến được lợi ích an lạc thù thắng. Vì thế, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nào muốn đạt đến bờ giác, thì đối với tất cả pháp nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc người, A Tố Lạc, v.v. đều nên cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, bảo hộ khiến cho sự tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chướng không ngại.
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo các thanh văn và các đại bồ tát vân vân: đúng vậy như các ông đã nói, các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì tất cả thế gian hoặc trời hoặc người a tú lạc vân vân đều cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen bảo hộ, khiến cho sự tinh tấn tu hành bát nhã ba la mật đa không chướng không ngại. Vì sao? Vì do đại bồ tát này nên thế gian có được người trời xuất hiện, đó là dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trưởng Giả, dòng dõi lớn Cư Sĩ, hoặc là Chuyển Luân Vương, hoặc chúng trời cõi Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đủ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, hoặc trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hộ, trời Đại Phạm, hoặc trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, hoặc trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, hoặc trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quảng, hoặc trời Vô Tưởng Hữu Tình, hoặc trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, hoặc trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ xuất hiện ở thế gian. Vì do đại bồ tát này mà có được quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Đại Bồ Tát và Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở thế gian. Do vì đại bồ tát này mà thế gian có tam bảo xuất hiện làm lợi ích cho các loại hữu tình. Do vì đại bồ tát này nên thế gian có được các thứ để nuôi sống và vui chơi xuất hiện, đó là ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, đèn sáng, ngọc mạt ni, chân châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, kim ngân, vân vân, các vật báu xuất hiện trên đời. Nói tóm lại, tất cả cái vui của người trời ở thế gian và cái vui niết bàn đều do đại bồ tát ấy mà có. Vì sao? Vì đại bồ tát ấy chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Chính mình an trụ, cũng dạy người khác an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tử tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Tự mình an trụ, cũng dạy người khác an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chính mình an trụ, cũng dạy người khác an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành các bậc Bồ Tát. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì vậy, do sự tu hành bát nhã ba la mật đa này của các đại Bồ Tát, mà tất cả hữu tình đều được lợi ích, an lạc, thù thắng.